Rồi ok, hôm nay chúng ta sẽ vô là bây giờ bê quay ở question 3 luôn đúng không? Ok. Ok, 1.572 vé quay ở question 3 luôn đúng không? Rồi, ok, đơm thôi mấy anh em. Thằng này cứ nhấp thôi mấy anh em ơi. 1.500 vé mà. Không, ví dụ như mấy anh em chơi không nha, ví dụ như mấy anh em chơi không á thì tôi không nói, nhưng mà riêng mấy anh em chơi á mà mấy anh em tương tác với cộng đồng nhiều, mấy anh em có bạn bè trong cộng đồng, xong rồi mấy anh em xây dựng một cái cộng đồng, là người xây dựng nha, mấy anh em chỉ là người chơi thôi. Ví dụ như nếu như là mấy anh em là người xây dựng như tôi á thì mấy anh em hiểu cảm giác đây. Ví dụ như một ngày nào đó tự nhiên mấy anh em đang đang bạn bè, đang có những người anh người em rồi chơi vui vẻ trong con game này, ngày nào cũng vô Discord ngồi nói chuyện với nhau như ngày xưa tôi chơi Black Hành Su cũng vậy, xong tự nhiên đùng đùng cái là game nó sụp. Giờ đâu biết thì mình chung đam mê gì để mình vô mình ngồi mình chơi mình nói chuyện với nhau đâu, mấy anh em đâu đâu còn cái gì điểm chung cái gì để mà ngồi chơi với nhau nữa. Xong rồi cảm giác 4 năm qua một cái thói quen hàng ngày vô game, xong tối ngồi nói chuyện mấy anh em, lâu lâu nhắn tin vô group này group kia ấy, thì cảm giác nó bị hụt hẳn á, không còn sợi dây kết nối á. Đó là thứ sự đó là thứ là tôi mà đó là điều mà tôi sợ nhất luôn á, thiệt. Đó là điều mà bản thân tôi đang sợ nhất ngay lúc này á, là tôi đang bản thân tôi và các bạn liệu có còn cái sợi dây kết nối hay không. Đấy. Liệu có còn một cái sợi dây kết nối nào hay không giữa tôi với các bạn hay không? Rồi tôi với lại mấy anh em cộng đồng hay là không, hoặc là giữa các bạn với những người bạn khác. Đó là điều mà tôi đang ngồi tôi suy nghĩ, tôi lo lắng hơn. Còn game nào, cuộc chơi nào, cuộc bữa tiệc nào nó cũng đến lúc tàn, mấy em có tiệc nào nó vui hoài đó. Chơi game nó cũng phải có thời gian nghỉ, ví dụ như Liên Minh đụng vậy, trong cái thời gian tôi nghỉ 1-2 năm đâu có chơi đâu đụng nữa đâu, mà quay lại em lại chơi bình thường. Tôi đang bị ngáy, chắc tôi đang đang cần thời gian nghỉ của tôi. Không, bây giờ đa số người ta chơi Silver C với lại Silver Silver Nhật thôi, ít ai chơi Silver chung lắm, hiếm cái người chơi Silver chung lắm, phải hạt co lắm hoặc là tài chính phải mạnh lắm đó, thì mới chơi Silver chung. Tại vì chơi Silver chung không khác gì em chơi với dao hai lưỡi đó, không em không biết lúc nào nó sẽ co. Chơi Silver chung hạt lắm, chơi Silver chung mà không khác gì một phiên bản Việt Nam cày chay á, nó không có kim cương cộng thêm, nó chỉ là Silver đi đầu, lại chất lượng của nó là 1280 thôi. Silver của nó nét hơn thôi, không được cái gì thêm á, y chang như nó không khác gì Silver Việt Nam, y chang vậy á. Chỉ có một cái là đồ họa chất lượng nó nét hơn thôi, rồi sự kiện nó đi trước thôi. Người ta là sẽ chơi Silver C nhiều hơn, Silver C với lại Silver Nhật nhiều hơn, nhưng đa số sẽ là Silver C. Giờ cảm giác mà server Việt Nam đi rồi, bây giờ đâu còn cái mà 5 giờ sáng vô ngồi giống Discord mỗi ngày nữa đâu. Giờ bên qua server C, qua server C thì nó chuyển cái múi giờ thành 4 giờ, 4 giờ ai đâu mà vô ngồi quay.
Chắc game này cũng nghỉ luôn thôi chứ hết hứng rồi, đúng rồi, thường là vậy. Không, anh thì vẫn chơi tiếp bình thường, anh đi lên từ con game này anh vẫn xây dựng tiếp bình thường thôi. Còn mấy anh em chơi thì kiếm game mới chơi thôi, nhưng mà bây giờ để mà kiếm một con game mới chơi khó lắm. Em vừa có con vừa có gia đình đồ, công việc gia đình, ví dụ như mấy anh lớn anh son anh yêu blue đồ, chơi mấy con game này vì cái gì? Nó tiết kiệm thời gian, cơ bản một cái lý do đó thôi. Nó không ảnh hưởng tới công việc, nó không ảnh hưởng tới công việc, nó không ảnh hưởng tới gia đình. Game nó chỉ vô một ngày 15 20 phút thôi là được rồi. Cơ chế game nó cũng như đó nữa, một tháng chỉ cần bao nhiêu đó tiền thôi là đủ chơi rồi. Đấy. Giờ mà để kiếm được một con game nào như thế này thì khó. Mấy game khác nó không có cơ chế cò, vô thay tướng mới là xong, thay tướng vô cái thay tướng mới là xong. Nhìn nó chán lắm. Thiếu một cái hồn nữa là đủ. Hình như là quay chưa tới 500 vé luôn á, vãi à. Hình như là anh quay mới 300 mấy rồi đúng không? Hồi nãy là 1.500 đúng không? Hình như quay chưa tới 500 luôn á không? Hồi nãy là 1.500 vé đúng không? Đúng không? Hồi nãy là 1.500, hình như là anh chưa quay tới 500 luôn á, 1572 sao chưa quay tới 500 luôn á, vãi cứ dư 9 đá à. Cái hồn nữa đủ rồi. Cái hồn nữa đủ đúng không? À 10 viên đá lận. Ở cái hồn này đúng rồi, thiếu viên đá, thiếu viên. À, thiếu viên đá nữa, đúng không? 7 đúng rồi, 7 với 3 10 đúng rồi, 10 viên đá mới đủ, thiếu viên nữa. Ừ, sáng nghỉ nó cũng quay 500 mà quét trình 3. Lì sai gì đó mấy anh em. Nên sau này đi kiếm game chơi thì kiếm con game nào mà nhà phát hành mua về luôn á, đừng kêu nhà phát hành nó mua hẳn con game về chơi luôn, chứ còn mà kêu bây giờ đồng phát hành thì thôi. Rồi, ok, 480 vé mấy anh em. Trời, mình nói Vina Game vậy thôi chứ mấy anh em nhiều lúc mình ngồi mình nói vậy thôi chứ ít ra nó vẫn là một trong những nhà phát hành uy tín nhất ở thị trường Việt Nam thôi, giờ còn ai làm ở đâu mấy anh em. Chửi giờ chơi vẫn chơi thôi chứ giờ đâu còn ai phát hành game uy tín bằng nó đâu, ít ra con game này được 3 năm á chứ con game này bỏ qua mấy nhà phát hành khác chắc chừng mười mấy tháng thật. Hết thì hiểu luôn. Rồi, ok. Con Siriu ở Watch 3 ạc của em Bell. Xong nha.